Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Xóm Mới, xã Kiện Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 369,5 m². Trên thửa đất, căn nhà có 100 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ trái là liên thông ra đường huyện lộ 02 khoảng 200 m. Con đường này rộng khoảng 2,5 m. Anh chị di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ nha. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa ở khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị, cô chú mình mua về để ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ, trường học, ủy ban cách khoảng 1,5 km. Xung quanh đất căn nhà thì gia chủ đều cắm trụ bê tông hết luôn anh chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị, cô chú mình mua rất là yên tâm nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 15 m và có chiều sâu là 25. Trên thửa đất căn nhà có 100 m là đất thổ cư. Vậy thì anh chị, cô chú mình khỏi cần lên thổ cư luôn nha. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí này nha anh chị, mình đo thẳng qua tới bờ tường bên kia là 15 m. Ở đây thì có điện, nước, wifi có đầy đủ hết. Ở về đây thì anh chị, cô chú mình mua, anh chị mình ở là tuyệt vời luôn nha. Phía trước thì gia chủ có chừa một khoảng không gian sân còn rất là trống luôn anh chị. Vậy thì anh chị, cô chú mình có thể làm hàng rào ở phía trước nè, mình làm một máy tiền chế ra, mình có một bãi sân để anh chị mình đậu ô tô rất là thoải mái luôn nha. Căn nhà của mình thì còn mới và rất là đẹp luôn chị. Nó gia chủ thì lót gạch và trang trí hết luôn. Ở cửa thì cửa gỗ bằng cây nha anh chị. Mình tới đây ha là 15 m, chiều sâu thẳng xuống bên dưới là 25. Dưới nền thì gia chủ đều lót gạch bóng kiến hết luôn nha anh chị. Tường thì lót khoảng 1,6 m, còn phía trên sơn và đã đi bê hết luôn. Và hai cây cột nhà thì gia chủ cũng ốp gạch hết luôn nha anh chị, rất là sạch sẽ và đẹp luôn anh chị ơi. Về đây thì anh chị, cô chú mình mua, anh chị mình ở là tuyệt vời luôn nha. Khu dân cư hiện hữu ở đây em thấy rất là đông nha anh chị. Từ vị trí căn nhà vườn mình di chuyển về khu công nghiệp Gia Thuận khoảng 4 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy mốc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 50 km là anh chị tới nha. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng tây nha anh chị. Để em di chuyển vào trong để anh chị mình xem
và tham quan căn nhà phượng mình ha. Ở dưới nền thì lót gạch bóng kiến nha anh chị. Ở mặt tiền thì lót gạch cho tới mí tôn phía trên. Ở khu vực này là không gian phòng thờ. Gia chủ thì chỉ thờ Phật thôi nha anh chị. Ở dưới nền thì lót gạch. Tường thì lót khoảng 1m6. Trên thì sơn và đi bê hết luôn anh chị. Hai bên hông thì thiết kế hai cánh cửa sổ bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Bên trong thì cũng lót gạch anh chị và dán lên tường cao khoảng 1m6 nha anh chị. Bên trong thì mình có cửa sổ nè. Cửa mình là cửa nhôm. Bên ngoài thì cũng lót gạch 1m6 hết luôn nha anh chị. Nó còn bên đây là căn phòng thứ hai nha anh chị. Nhà này thì về anh chị mình thiết kế, anh chị mình đóng la phong thêm ha. Khu vực này thì anh chị có thể mình thiết kế không gian phòng khách là đẹp tuyệt vời luôn anh chị. Bên đây thì mình có một cái hành lang rất là rộng. Bên đây thì cũng cửa cây luôn nha anh chị. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 200 triệu. Nếu anh chị cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Còn bên đây là cổng phòng thứ ba nha anh chị. Còn khu vực này là không gian nhà bếp. Nhà bếp thì chủ cũng lót gạch sạch sẽ hết luôn nha anh chị. Ở bên hông thì mình có cửa sổ nè. Ở căn nhà của mình thì em thấy còn rất là mới nha anh chị. Vậy thì anh chị, cô chú mình ở, anh chị mình khỏi cần tu bổ lại luôn nha. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị săn lấp mặt bằng lên thổ cư. Nếu anh chị, cô chú mình có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị, cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Còn bên đây là nhà sau nha anh chị. Bên đây thì gia chủ cũng làm tiền chế. Và mình có một cái bàn nè để anh chị mình tiếp khách và uống trà. Bên đây thì mình có nhà vệ sinh đầy đủ hết luôn. Dưới nền thì cũng lót gạch và dán lên tường hết luôn nha anh chị. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Xóm Mới, xã Kiện Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 369,5m². Trên thổ đất căn nhà có 100m là đất thổ cư. Diện tích ngang là 15m và chiều dài là 25.
Đó, căn nhà của mình thì có thổ cư đầy đủ hết anh chị. Ở phía trước là không gian phòng thờ, bên đây thì mình có phòng khách, 3 phòng ngủ và không gian nhà bếp. Và mình có một nhà vệ sinh. Hiện gia chủ đang kêu bán giá là 1 tỷ 200 triệu. Nếu anh chị, cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem nha và gặp ngay chính chủ luôn nha anh chị. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị và cô chú nha. Phía trước là đường bê tông 2,5 m nha anh chị. Mình là di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ anh chị. Cách đường huyện lộ 02 khoảng 200 m đổ lại thôi. Do chính chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp nha anh chị. Ở đây thì điện nước có sẵn luôn. Đèn đường nè, nhà cửa thì khu vực này ở rất là đông nha anh chị. Vị trí này thì thích hợp để anh chị, cô chú mình mua, anh chị mình ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Đây là tổng quan thửa đất căn nhà vườn. Em cũng xin kết thúc video. Hẹn anh chị, cô chú ở những phần video tiếp theo nha.